Xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh Hoài Mã nha anh em. Ngay cửa hàng Huy Hoàng tại phường Phước An, huyện Crong Bách, tỉnh Đắk Lắk xin test anh em xem một con máy cưa Six Steam 260 nha anh em nhé. Đó, con này là hàng hệ của Estin. Con này là hàng đời mới anh em nhé. Đó, con này là nó có cả máy mới luôn nha. Đó, con này là nguyên bộ lam Six Zin của nó luôn. Đó, lam 325. Lam 325, lam này là dài được là 47 phân anh em nhé. Đó, lam dài là 47 gần 48 phân. Đó, xích là xích 325, xích Estin Zin của nó luôn anh em nhé. Đó, xích hầu tròn. Đó, nguyên một bộ máy Zin nguyên bản này. Đó, máy bao đẹp, bao Zin được biết anh em luôn nhé. Đó, nguyên bản nguyên Zin hết nha. Đó, anh em nào ưng ý cái máy này liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345 055 399 nhá. Đó, anh em nào có kết bạn qua Zalo để xem trực tiếp trên Zalo em sẽ quay video bô xem bít tông và tháo bít tông và chụp tháo bô ra chụp bít tông cho anh em xem nhá. Vì máy chưa bung nòng, anh em chưa không có bung nòng nhá. Chụp tháo bô ra chụp bít tông cho anh em xem là anh em biết rồi. Đó. Và máy bên em cam kết anh em là nguyên zin từ AZ nhá. Đó, áo gió đồ là zin hết từ AZ hết nhá. Bên trong còn chưa có tháo máy ra nha. À, anh em nào ưng ý cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345 599 của Hoàng Mã nha. Nó phụ kiện kèm theo của nó là một tô vít nhỏ, một cái tay cây mở buji rồi mở lam đồ cũng lắm anh em. Một chiếc rũa zin của Estin, chiếc rũa zin Estin và một chiếc tô vít chỉnh anh em nhé. Đó, nguyên một bộ như này. Anh em nào ưng ý liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345 055 399 anh em nhé. Đó, bây giờ em sẽ test nổ và quay tổng quan anh em xem cái máy để anh em tham khảo nhá. Đó, đây, máy cái dòng 260 là nó sẽ xài nắp nhất gạt anh em nhá. Đó, nắp nhất nó sẽ gạt ra gạt vào đây nhá. Đó, nắp zin Estin của nó luôn nhá. Đó, con này có xả áp trên đầu anh em nhá. Anh em lớp nào mà muốn giật nó nhẹ hơn anh em bấm xả áp xuống nhá. Đó, thắng xích còn ok đây nhá. Gạt xuống là thắng xích nhá. Bóp lên là mở thắng xích nhá. Đó, máy tổng quan nguyên zin đẹp này, bô zin của nó luôn nha. Bô zin nó vẫn còn nguyên lớp sơn màu đen nha. Đó, bô zin Estin nha. Đó, lốc lan còn rất đẹp luôn, không có chảy xước gì nha. Đó, anh sẽ tháo lên cho xem chén côn đồ máy gọi bao đồ zin hết giá đen anh em nha. Con này là nó khỏe hơn dòng 250 rất nhiều rồi anh em. Xài vừa bên 250 khỏe hơn 250, nó xài lớp nhôm 351 nha. Đó, bên trong nó đây nha, nhông mũi khế còn rất là ấy luôn nha, chưa có vết mòn nha, nó có vết chạy thôi, chưa có vết mòn nha, cam kết anh em là chưa có vết mòn. Đó, tất cả đều zin từ AZ theo máy của nó hết nha anh em nhá, chưa có bung máy gì nha. Đó, bên này là bộ phận, bên này là nhớt nhớt bôi chân xích nó văng ra nha, nên nó sẽ ngả màu nha, nó sẽ có màu nâu nâu đen nha. Đó, còn nó bên này là bên nhớt thải nó bung ra, nó hơi dơ. Máy bao zin của AZ cho anh em rồi, anh em xài những con máy này là anh em chỉ cần khóa nhất tốt thôi là máy nó sẽ rất là bền luôn nha, rất là bền đẹp nha. Rồi em sẽ test sang tay số em sẽ test nổ cho anh xem nha. Đó, đời mới, con này đời mới nó sẽ là tay cầm nhựa anh em nhé, tay cầm của nó bằng nhựa, đi sang lớn cũng bằng nhựa luôn nha. Đó, rồi em sẽ test nổ cho anh xem con này mới 260. Có xả áp đây nha, ấn xuống dần sẽ nhẹ hơn này. Đó, rồi anh em nào ưng ý cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345. Làm xích zin nha anh em.
em. Xích còn rất dày luôn nha. Đây anh em, xích còn rất dày nha. Mới rũa một lần đấy nha. Đó, mới rũa một lần sắc bén luôn nha. Đó, anh em nào ưng ý liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345 0539 rất ngoài vãi nha anh em nhé. Con này giá của nó sẽ là 5.700.000 anh em nhé. Đó, anh em nào cần thì tiếp qua số điện thoại 0345 0539 để đặt hàng nha. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi kênh của Hoài Bãi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo của Hoài Bãi. Anh em đăng ký kênh và bật thông báo để nhận video mới nhất bên Hoàng anh em nhé.